sáng thứ bảy ngày 24 tháng 6, tôi mừng khai trường siêu thị điện máy MediaMart thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, số 462, 464, 466 Hoàng Văn Thái, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, cách ngã tư biển 100m, MediaMart Nga Yên, quốc lộ 10, xóm 5 Nga Yên, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cạnh trường tiểu học xã Nga Yên, duy nhất 3 ngày vàng từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Quà tặng đầu ngày mừng khai trường, chỉ với đơn hàng bất kỳ từ 300.000 đồng tặng ngay 300 phần quà trị giá tới 1.690.000 đồng, gồm nồi chiên không dầu bình siêu tốc. Giờ vàng giá sốc mừng khai trường, TV LED 32 inch Coax giá siêu sốc 1.990.000 đồng, máy xay sinh tố giá siêu sốc 199.000 đồng, nồi cơm điện 1,8 lít Golsan giá siêu sốc 199.000, quạt cây điện cờ giá sốc 399.000. 10 ngày khai trường giá sốc cơn lốc quà tặng giảm đến 50%. Điều hòa Casper 1 triệu inverter 9.000 BTU giá siêu sốc 5.490.000 đồng. Quạt điều hòa Coax giá cực sốc 1.888.000 đồng. Máy xay sinh tố đa năng Roller giá sốc 648.000 đồng. Smart TV 40 inch Coax 40FH6000X giá sốc 4.588.000 đồng. Smart TV 4K 40 inch Samsung 43U7002 giá khuyến mại 6.890.000 đồng. Tủ lạnh Samsung 236 lít inverter giá sốc 5.290.000 đồng. Máy giặt lồng ngang inverter 8,5kg Coax giá cực sốc 6.688.000 đồng. Laptop Acer Aspire giá siêu sốc 8.990.000 đồng. Samsung Galaxy A14 128GB giá siêu sốc 3.490.000 đồng. Đặc biệt MediaMart miễn phí giao lắp, bảo hành 1-1, trả trước 0 đồng, trả góp 0% lãi suất, giao hàng siêu tốc. MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.